có biết phân bao nhiêu cây đúng không? Cái nào? Thì cái lô này nè, cái lô hôm nay mày phân nè. À về mày đâu có biết là mày phân bao nhiêu cây đúng không? Rồi BB 260 cái này làm từ năm ngoái à, cái này năm ngoái à, cái này thì mới nè. Dạ. Rồi bắt đầu anh chuyển qua mới nè, mũi cũng được. Ừ, mũi thì cũng đạt chứ đúng không? Dạ. Này so với cái mũi thứ hai rồi. Mày cũng gần cả ký rồi. Ừ. Này tại cây này cây thứ 4, cây 4. Cây này cây thứ 4, nhìn cái da này. Thấy không? Bây giờ cái phần tán cây này cây thứ 4 nè. Tại hầu giống mua về cái mới trồng bính có mới lộn bình bình nè. Cây thứ 4. Cái này là nửa tô, nửa tô. Cái này là nó thanh tán hay là không? Cái tán ở đây có cái tàn gì nhắn luôn. Nhìn cây này BB thứ 10 nè. Cái mồi nó cũng đẹp mà. Thì thấy nó, mày rồi mày nhìn thấy chưa? Ừ. Dưa bốn là nó nửa tô không? Cây dưa 4. Cây này không, cái cây này là BB 60. Cũng có được một chút. Này tôi tầm khoảng 4 lạng. Có 5 lạng. Đây là như cái cây này là chung ấy là dường như vẫn không có mũ. Cây này là cũng BB 60 này. Mũ. Ủa mà chú sao mấy cái cây đầu lô nó lại hay bị khô miệng chứ là sao chứ nhỉ? Nó không khô đâu, dưa 4 là không khô. Còn BB 260 á, thấy những cái người ta trồng ráp danh những cái hồ hay cái gì á thì đặc biệt những cái cây nằm đầu lô nó lại bị khô. Cái này BB 260 mũ cũng đẹp luôn. Ừ. Mũ đầy tô. Nó bởi vì nó tùy theo cây, có nhiều cây nó bự lắm. Nó bự mà lại nó không có mũ. Đây là B260 à. Nó không phân nhánh. Như là cây R4 nè. Nó phân nhánh. Thường cây B260 là lên thẳng. Dạ. Lên thẳng rồi cái nhánh của nó phân nhánh ra. Cái nhánh của nhánh nhỉ nhỉ này, nhánh nhỏ nhỏ. Còn cái cây là R4 thì nó lên tới khoảng là nó đã phân nhánh rồi. Cái này là mày mới bỏ xuống hay là tối hay là có máy bỏ xuống á, cái đi coi thử. Cây này nó cũng B260 mà phải. Đây là lá của BB260, mình sẽ thấy là nó nhọn, nó đứt và ở đầu nó sẽ bầu ra và nó sẽ có một cái chấp nhọn nhỏ ở đầu. Cây bá luôn mà nó không có mẫu. Nè B260, cái này đặt mũ nè. B260. Trời, em chỉ rớt xuống đây. Dưới là cái hồ. Cái đồ 4 này các bạn.
Còn cái đang coi là cái BB260 cái này. Nó 4 mũ nó sẽ đạt hơn là BB260 nhiều. Cây R4 thì cái lá nó sẽ không có bầu như cây BB260, mà cái lá nó sẽ thon hơn, nó không có bầu đứt, nó không có thon đứt nhọn nhiều, và nó cái đầu nó cũng không có bầu nhiều. Nhưng mà cái này mình thấy là cái lá của nó là cái nó thon, thon đầu, thon đuôi, và nó sẽ có phần nhánh ngay trên giữa cây. Còn BB260 thì đây là một cái lá của BB260, mình sẽ thấy có sự khác biệt rõ của cái lá. Thì mình sẽ thấy nè, ở đây trên này là nó bầu, nó không có thon như BB260 là R4 là nó thon đuôi, thon đầu luôn. Còn cái này là cái đuôi nó thon, còn cái đầu thì nó không có thon. Nên mình có thể dựa vào cái đặc tính đó mà mình phân biệt cái giống của mình cho nó chính xác. Thì nếu mà vườn BB260 mà lẫn R4 thì nó sẽ có những cây R4 trong đó nó sẽ bị quá sức, tại do cùng bơm một cái lượng khí của BB260. Nên những cây R4 mà mình thấy mà mũi nó chạy quá dài thì mình tự động mình biết nó quá sức, thì mình phải nghỉ một lần bơm khí cho nó, để cho cái cây nó hồi phục. Chứ không hồi qua những cây đó qua năm sau nó sẽ bị suy tuyến mũ, và nó chuyển qua tình trạng mũ đông nhanh thì nó sẽ kém sản lượng. Nên cái tình trạng này rất là nhiều vườn gặp phải khi mà sử dụng những cái, khi mà trồng những cái vườn cây nó không đồng đều, nó có sự lai tạp và nó sự xen lẫn.